Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thiết bị điện nước Anh Thư Huy xin kính chúc quý anh chị em và các bạn một ngày mới tốt lành và nhiều sức khỏe nhé. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một thiết bị điện được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, đó là khởi động từ hay còn gọi là contactor. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tháo lắp, vệ sinh cái khởi động từ này, chia sẻ với mọi người cấu tạo cũng như là cách thức hoạt động của cái khởi này. Đây là contactor khởi động từ của hãng Schneider. Ở cái khởi động từ họ thiết kế hai cái ốc ở dưới đáy này. Mình sẽ tháo ra. Mình sẽ tháo hai cái ốc này ra. Mọi người để ý nhé, đây là một cái lò xo này. Ở gắn với chất đế này thì có một cuộn cảm mọi người nhé. Đây là cuộn cảm này. Và dưới này có một cái thanh nam châm. Đây là thanh nam châm này. Đấy, ok. Khi mọi người tháo ra vệ sinh thì mọi người dùng khí nén. Dùng khí hơi, ấy, khí nén. Được sấy khô, xịt hết tất cả khu vực này cho mình. Xịt tất cả những cái bám bẩn ở đây, ta phải vệ sinh tất cả ở cái khu vực này. Thì cấu tạo thì cũng rất là đơn giản thôi. Khi mà đây mọi người nhé, cái chân A1 A cái chân A1 A2 là cái nguồn cấp điện cho cái cuộn cảm này. Mọi người để ý giúp mình, đây là hai cái chân này. A1 tương ứng với cái chân 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 đồng này này, và A2 tương ứng với chân đồng này. Khi chúng ta cung cấp điện cho hai chân A1, A2 tương ứng sẽ kết nối với cả cái cuộn cảm này. Cuộn cảm này thì sẽ sinh ra một từ trường. Đây là khối nam châm của mình nhé, ở chân đế này. Đấy, gần như là cố định. Đây là cuộn cảm được gắn vào bên lõi ở trong cái nam châm này. Khi chúng ta cấp điện chân A1, A2 thì A1, A2 có điện, cuộn cảm phát sinh ra từ trường sẽ hút cái khối sắt này xuống và đóng các tiếp điểm thường mở sẽ được đóng lại, còn những tiếp điểm thường đóng thì sẽ được mở ra. Đây mọi người, khi mọi người lắp thì mọi người nhớ là cái chân A1, A2 tương ứng với cả hai cái vị trí này nhé, hai vị cái chân này nhé. Không được lắp nhầm đâu. Cấu tạo rất đơn giản thôi. Đây là cái cầu đấu của ấy thôi. Đây là cái cầu đấu của cái khởi khởi động từ này thôi. Khi chúng ta xoáy vào thì chúng ta cũng sẽ xoáy hai con ốc ở chân đế này lại. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi người có bất kỳ câu hỏi, những thắc mắc, những câu hỏi liên quan vấn đề thiết bị điện, vui lòng để lại tin nhắn dưới phần bình luận, mình sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.